Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi làm đi bẫy cò nha các bạn, bằng những cái sợi chỉ như này các bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách bẫy nha. Giờ mình sẽ buộc cái đầu gút đây các bạn. Rồi, ở đây thì mình sử dụng là cá nha các bạn ơi, chỉ cần sợi nhợ thôi nha các bạn. Xong các bạn ơi, xong 5 cộng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi bẫy nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu đi bẫy cò nha các bạn ơi. Mình bẫy cái bằng sợi nhợ nên mình cần có mấy cái cây các bạn. Thì mình chỉ đơn giản lấy mấy cái cây nào cũng được, cây gì cũng được các bạn. Mình sẽ lấy vài cái cây đây các bạn ơi. Đây các bạn, mình lấy được một mớ cây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đặt các bạn ơi. Mình sẽ bẫy như đây nha các bạn. Đó, quắt kêu các bạn. Đó. Tại vì mùa này á, cò nó về nó đi cặp mé nè các bạn. Đó, nên bây giờ mình sẽ bẫy cặp mé nha các bạn ơi. Tiên mình sẽ bẫy ở đây trước lên cây nha các bạn. Sẽ lấy miếng đất này các bạn, cái mình nhét ra đây nè cho nó dính lại các bạn. Mình sẽ lấy một miếng đất sình nè, nhỏ nè, mình nhét lên nè để cho cái sợi dây này nó không dớt xuống đó các bạn. Và khi mà còn nó đi ngang cái nó dướng cổ, cái nó dính nha các bạn. Đó. Cây thứ hai là mình mới làm xong nha các bạn ơi. Đó. Khi nào cò nó đi ngang đây nè các bạn, nó sẽ nên đây mình có để mồi nè, nó sẽ đi ngang quanh đó thì nó sẽ vướng cái sợi dây này lên cổ nó các bạn. Sau đó đi tới thì nó sẽ bị cái sợi dây này nó gạch lại á, nó sẽ khuyết vô cổ á các bạn. Đó, đây là xong cây thứ hai nha các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục đi làm cây thứ ba nha các bạn ơi.
nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn ơi, mình đã bẫy cò xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ, đây là mồi cá nha các bạn, cá mình để dưới đó. Cá phi. Rồi mình sẽ đây vô để chút xíu mình sẽ ra thăm nha các bạn ơi. Ui, dính còi các bạn ơi, dính còi, dính còi. Dính còi bác ơi, dính còi bác à. Trời, nó chết queo rồi các bạn ơi.
quen rồi. Quen dướng cổ đây là quen rồi, nó nhảy đây dướng là quen rồi. Ôi. Nó quen rồi. Con này con lửa các bạn, của cò ma các bạn ơi. Con này cò ma nè, con này nó háo ăn lắm các bạn. Nó thấy cá là nó ăn liền à. Rồi bây giờ mình sẽ đi thăm 4 cây còn lại các bạn ơi. Rồi đây không có rồi các bạn ơi. Thấy em gì à, không có. Hồi dính được quen ơi. Bạn ơi dính cọ rồi kìa bạn ơi. Kìa nè, nó đang ngồi kìa các bạn. Dưới, nó dưới như con dê rồi các bạn ơi. Dính cọ đấy. Cái cây kia không dính các bạn ơi, tại vì mình có bảy có hai cái mương này hả các bạn ơi. Ở đây cái cây này nữa nè, cây này nó không có này các bạn. Bên kia cũng vậy nữa, bên kia không có luôn các bạn ơi. Dính được hai con các bạn ơi. Này các bạn, cái cây đây không dính nè các bạn. Cây đây không có. Rồi kiến không rồi các bạn ơi. Cá kiến bù quá trời luôn. Ơi mình thăm cũng xong rồi các bạn ơi. Kết quả thì dính được hai con nha các bạn ơi. Kết quả là bữa nay đi bẫy được hai con cò các bạn ơi. Con một con cò trắng với một con cò lửa. Con cò lửa nó bị nín thở chết rồi, nó bị treo cổ lên cây các bạn. Nó nhảy lên khúc nhảy nó quấn vô cây á, nó treo cổ nó chết rồi. Còn con này nó còn sống nè các bạn. Cò này cò xám nè các bạn. Thì cái lông nó trắng. Bên đây là xám nè các bạn. Đó. Con này nó mổ vô mắt là mình có đu luôn á. Rồi hôm nay thì kết quả được hai con cò. Thì mình cũng hướng dẫn xong clip đi bẫy cò rồi nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye các bạn nha.